gummy bear. Chiêu thức thứ hai, tra xét nữ hoàng. Với quyền lực vô song của hoàng hậu, khi tấn công sẽ như đợt sấm tràng, cùng cận thần luôn hộ vệ phía sau, đưa đối phương vào mê cung ma trận. Khắp ba quân đều hướng về chiến thắng, xả thân mình cho cuộc chiến vinh quang. Vừa đau đớn dùng kêu xét nữ hoàng, vì đại cục mà hy sinh hoàng hậu. Bước 1, xác định mục tiêu, hoàng hậu tấn công. Tại D8, mã đen đang trấn hải, cả hai ô trọng yếu trên bàn cờ. Đài E4 nữ chiếm mát nguy cơ, và F7 giữ tốt đen che chắn. Đầu trắng muốn tấn công giành chiến thắng, phải tìm ra điểm yếu của địch quân. Mã D8 quá tải nhiều phần vì một mình giữ hai ô chiến lược. Bước 2, hy sinh hoàng hậu, tiêu xét nữ hoàng. Đã xác định điểm tấn công then chốt, chẳng tung chiêu tiêu xét nữ hoàng, đưa hoàng hậu phá thành địch tan hoang. Tiêu xét bắn tốt đen ô F7, bị tấn công bất ngờ đen run rẩy, đã bị sa vào địa võng thiên la, buộc phải đưa mã D8 xông ra bắt hậu trắng vì không còn cái khác. F7. Bước 3, dứt điểm. Mã đen đã xa rời nơi vốc gạn, để lại ô E6 quá thanh thang. Trắng đưa mã F4 tiến thanh ngang, đen F6 chiều vua đen hết nước.